Ôi, thật là tuyệt vời. Thế rồi, chào cô gái em của Tám nhá. Đây là anh Tám chủ nhà các bạn này. Chào anh em nhá. Tất cả anh em trong những người đang theo dõi Facebook từ Khắc Trường mình, hay là những anh em ở trong hội nhóm những người mua máy từ Khắc Trường mình, chào anh Tám. Anh Tám chào mọi người cái lần nữa nào. Chào anh em nhá. Có câu gì nói với anh em không? Anh Tám anh em đang bận bịu với lại các cái công việc liên quan đến tài chính. Và tôi thì cùng với là anh ấy đang giặt test thử mấy mẻ chăn. Đấy, chúng tôi thì lắp đặt xong buổi chiều hôm qua rồi các bạn ạ. Thế thì trong cái live stream này ấy, tôi chỉ chú ý đến mấy điểm chính. Mấy điểm chính mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người. Cái thứ nhất đó là làm máy giặt công nghiệp ấy. Rồi, chào anh Trường Sơn nhá. Làm máy giặt công nghiệp ấy thì cái điểm đầu tiên ấy là chúng ta không cần phải thuê mặt bằng ở nơi trung tâm thị trấn hay thành phố làm gì cả. Giống như tôi ở Yên Bái là tôi thuê ngoài rìa thành phố thôi. Và nhà tôi thì cũng không cần biển nốt. Các bạn thử đi qua Yên Bình nhà tôi, đi qua rẽ qua nhà tôi mà xem. Nhà tôi thậm chí cũng không có biển giặt là. Đấy. Bằng cách làm nào thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ với anh chị em. Rồi, thế thì bây giờ thì cũng chưa có nhiều người xem, 3, 4, 5 anh chị em xem thôi. Thì sau đây thì tôi sẽ chia cái camera sang bên cái máy giặt cho anh chị em cùng quan sát. Đây, máy đang giặt trong này đang là 5-6 chân gì đó. Đấy, đang là 5-6 chân gì đó. Máy đang quay phà đây. Tôi sẽ live stream này cho đến lúc nào mà kết thúc mẻ giặt này thì thôi. Tôi chỉ e ngại rằng là anh Facebook anh ấy chặn tôi lại thôi. Bởi vì cái sự tương tác của anh em trong cái Facebook của tôi ấy là nó tương đối nhiều. Thế thành ra là hình như là Facebook họ muốn tôi trả tiền hay sao ấy. Thành thử là họ cứ khóa tôi lại một cách rất là những lý do mà tôi không hiểu được. Thôi thì mình phải chấp nhận thôi. Họ là ông lớn, mình là con cá, mình là cái hạt tép thôi, còn người ta là ông lớn. Người ta đưa ra quy định thì mình phải bắt. Người ta đưa ra sân chơi và mình buộc phải muốn chơi sân của người ta thì mình phải tuân thủ thôi. Người ta bảo sao mình phải nghe vậy thôi. Đấy. Đấy. Rồi, trên màn hình các bạn đang xem máy đang giặt trong này đang là 6 cái chân. 6 cái chân các bạn này. Đây, úi giời. Đấy các bạn thấy chưa? Tôi cho thêm nước lên tí này. Đấy. Trong này đang là 6 cái chân các bạn nhé. Tôi tính là có khoảng 5 cái chân với lại 4-5 cái gối, nhưng mà tôi cứ tính là 6 cái. Đấy, các bạn nhìn thấy nó dừng lại êm ái không? Khi nó bắt đầu đổi chiều, việc dừng lại rất là nhẹ nhàng. Nó dừng lại rất là nhẹ nhàng. Với chiếc máy giặt này thì có thể giặt được từ 5 đến 8 chân một mẻ. Nó cho phép là các bạn giống như các bạn là mua được một chiếc xe đầu kéo ấy. Các bạn mua một chiếc xe đầu kéo để các bạn đi chở thuê thì các bạn bắt hết các loại gió mùa các bạn ạ. Các bạn chở một chuyến được 16 khối cát, trong khi đó những chiếc xe ben nho nhỏ thì chỉ chở được có một khối cát. Cùng một cung đường như nhau, một thằng chạy một ngày được 2 chuyến, được 30 mấy khối, một thằng chỉ chạy được một ngày được 10 chuyến đi, nhưng chỉ được 10 khối. Như vậy là cái chi phí nó bị đội lên. Giặt siêu công suất là như vậy các bạn nhé. Khi chi phí đội lên thì sức cạnh tranh của các bạn sẽ bị thấp đi. Rồi, chào Lê Anh Tuấn nhé. Rồi, chào Tuấn. Tuấn rất là nhiệt tình. Hôm rồi lên Lạng Sơn xem lắp máy giặt với anh. Rồi còn bảo có việc gì thì hỗ trợ giúp đỡ anh. Rồi, ok. Cảm ơn Tuấn. Rồi, chào Ga Liệu Xỉu nhé. Ga Liệu Xỉu ơi, anh sắp sửa lắp máy giặt ở Văn Bàn đó. Ga Liệu Xỉu ạ. Có một khách hàng đang chuẩn bị, cũng đặt tiền rồi. Khoảng độ 20 ngày nữa sẽ lắp ở ngoài Văn Bàn. Khả năng là đầu Văn Bàn sẽ lắp hai cái, giống như ở trên Than Uyên ấy. Ôi giời, cái anh Lê Anh Tuấn kia tôi chỉ khen ngợi một tí thôi, anh ấy đã cười nhảy cưng cứng ấy rồi kìa. Đấy. Máy chạy rất là êm ái. Anh chị em có thể nhìn thấy gần như là nó chẳng rung lắc gì cả. Mai tôi chỉ thay đổi cái tấm lót chân kia đi một tí nữa thôi là ổn. Hình như là tét nước bị hết nước ấy.
anh không thấy nước cấp vào, mặc dù van nước đang mở. Phải không? Phải hết nước không? Hết nước hả? Đấy. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em. Bây giờ có 24 anh chị em đang xem. 24 anh chị em đang xem này. Các bạn mà xem live stream từ các trường mình ấy, mình luôn điều hướng các bạn đến với lại kênh YouTube của mình có tên là Trồng Trọt 123. Ở trên đó mình chia sẻ rất nhiều các cái kỹ thuật liên quan đến chế tạo một chiếc máy giặt này, kỹ thuật giặt chân, kỹ thuật giặt đệm này, rồi mô phỏng với các bạn là có rất nhiều cái kiến thức mà mình cũng cung cấp cho các bạn. Mình mong muốn rằng là năng lực của các bạn được thay đổi, nâng cao dần lên để cuộc sống của các bạn được thuận lợi hơn. Bởi vì không có cái gì là tốt bằng là khi năng lực của chúng ta được nâng lên cả. Khi năng lực của các bạn được nâng cao lên thì đương nhiên cuộc sống của các bạn sẽ thuận lợi hơn. Khả năng ứng phó, thích ứng với các cái môi trường, các cái điều kiện của hoàn cảnh sống nó mạnh mẽ hơn. Đấy. Cho nên là tôi mới hay chia sẻ như vậy. Tôi mong muốn rằng là những giá trị tôi mang lại thì anh chị em có thể là cải thiện cuộc sống một phần. Đặc biệt là những anh chị em mà có vợ, con hay chồng đang đi làm những công việc không ổn định. Đặc biệt là những bạn mà thấy người ta bán hàng live stream, mình cũng bắt chiếc bán, rồi là trăm hoa đua nở hàng ngàn người như vậy, cũng là bán hàng live stream. Thế là người thân, người nhà mua ủng hộ cho được một thời gian, sau đó người ta mua ủng hộ được một thời gian nữa chứ, đúng không? Thế là live stream chẳng có người mua nữa, thế là chán. Thế là cuối cùng hàng tồn cũng có, và hàng này hàng kia cũng có, công việc kinh doanh lại gặp bấp bênh, cứ vòng luẩn quẩn như vậy, mỗi thứ làm một lần, mỗi thứ làm một mảng gì cũng làm, cuối cùng là không mảng gì nên hồn. Thì các bạn hãy tập trung năng lượng, dồn năng lượng vào, dành thời gian mày mò nghiên cứu, đêm hôm phải dành thời gian ra các bạn ạ. Tôi có một cái live stream tôi nói rất rõ với các bạn là gì: hãy làm việc khác những người khác, lúc người ta ngủ thì mình thức, lúc người ta thức thì mình tiếp tục thức, và lúc người ta chơi đùa thì mình đi ngủ. Chỉ có làm khác biệt mọi người chúng ta mới có được kết quả khác mọi người, cuộc sống mới khác mọi người. Còn nếu không á, là tuổi già các bạn vẫn long đong đận đận thôi các bạn nhé, tuổi già vẫn long đong đận đận thôi, không có thu nhập bền vững đâu. Đấy, có những cái live stream tôi chia sẻ với các bạn về bảng lương của tôi rồi, đúng không? Cái live stream mà tôi nói rằng là có hàng chục người thank you tôi về đã chia sẻ cách chế tạo máy giặt đấy. Người ta làm, người ta gọi điện thường xuyên cho tôi, và người ta cũng làm ra máy giặt, người ta thank you tôi đưa lên màn hình cho các bạn xem. Đó, thì đó là như vậy. Chào Hoàng Toản nhá, chào bạn Thủy Nguyễn nhá. Chiếc máy đang hiện trên màn hình các bạn đây, đang giặt một lần là được từ 5 đến 8 chân một mẻ. Không khác gì một chiếc xe đầu kéo, để kéo những chuyến cát đi, chở những chuyến gạch đi, thay vì là những chiếc xe bé bé, những xe ben bé bé, không lại nổi các bạn ạ. Đấy, các bạn sẽ xem nó đảo chiều, rất là nhẹ nhàng, êm ái thôi. Một lát nữa các bạn sẽ xem nhé. Kể cả nó vắt như thế nào tôi cũng quay luôn để các bạn cùng xem. Rồi, chào anh Lê Đồng nhá. Bạn Thắng Thổ ở km 21 Hàm Yên. Bạn ấy sẽ giặt mỗi ngày thường thường từ 40 đến 70 chân một ngày. Ngày nào cũng đều như vắt chanh. Vợ bạn đang làm Samsung. Đúng rồi, anh Lê Đồng nhá. Anh Lê Đồng ở Tuyên Quang, ở gần km 21 Hàm Yên, như anh vừa nói trên màn hình này. Thì bạn Thắng Thổ bạn giặt thường thường từ 40 đến 70 chân một ngày, ngày Tết giặt 150 chân, 200 chân. Hai vợ chồng bỏ Samsung về nhà giặt, giặt chân ga gối đệm. Thỉnh thoảng anh em ở trên mạng đang xem livestream của mình, các bạn vui lòng đánh chữ Phạm Thắng Thổ ở trên Facebook, tìm được đúng cái anh Thắng đẹp trai ấy. Các bạn xem là anh ấy giặt như nào. Cũng cái máy giặt này của mình, anh ấy giặt đến nay 2 tháng thôi, tôi đoán là anh hồi vốn rồi. Cộng với lại việc sấy của anh ấy, các bạn cứ xem trên Facebook của mình ấy, anh ấy sấy bằng cái buồng sấy bằng tôn, giống như tôi chia sẻ là anh sấy phà ấy rồi. Các bạn ạ, khi các bạn đầu tư ấy thì chúng ta hãy nghĩ đến một cái, đó là chúng ta tối ưu hóa về chi phí. Tối ưu hóa về chi phí tức là như nào? Chi phí nhỏ nhất mà hiệu suất lại cực kỳ cao, sản lượng phải cực kỳ cao. Xin lỗi các bạn, tôi nói hiệu suất. Nói hiệu suất là các bạn tôi đang nói sai đấy. Hiệu suất là những cái ngôn ngữ mà nó liên quan đến nó liên quan đến những cái phân tích rất là kỹ lưỡng. Không thể nói hiệu suất lung tung ở đây được, đúng không?
Đấy, các bạn xem nó quay rất nhẹ nhàng, em máy đang ở Lào Cai đây. Đấy. Thế thì khi mà các bạn đầu tư ấy thì các bạn phải chú ý đến mấy cái điểm chính như sau: chi phí của chúng ta phải là nhỏ nhất có thể, tuy nhiên không phải nhỏ đến mức độ mà để cho nó rẻ nó ôi đúng không bạn nhỉ, không phải là rẻ đến mức độ mà đến mức độ hà tiện, là thay vì mua cái xe máy 5 triệu thôi, bây giờ lại mua cái xe máy 1,5 triệu về phanh thì mất đi, thế là cắm đầu xuống đường, cắm đầu gốc cây chết chặt tiết ra, thì tiết kiệm đó không đáng các bạn nhé. Chào 38, 40 anh chị em đang xem, chào anh Bình Thật này, chào bạn Thủy Nguyễn này. Đó. Dây dợ hôm qua hai anh em lắp đây. Đấy. Tôi lắp mất một buổi chiều tối qua. Anh em phần cơ khí, ngay tại livestream này tôi chia sẻ luôn với anh em về cách làm của tôi. Phương pháp làm máy của tôi là phương pháp làm theo OEM. OEM tức là làm nhận đặt hàng. Tôi đặt hàng anh em và anh em làm theo yêu cầu của tôi và chuyển giao. Và giá trị đó là giá trị của tôi. Sản phẩm đó là sản phẩm mang tên của tôi. Đó được gọi là khái niệm OEM. Anh em nào chưa biết điều này lên Google gõ OEM. OEM chữ O, E và M ấy. O, E và M. Các bạn xem O, E, M nghĩa là gì thì các bạn biết được là cách làm của nó ra làm sao. Đấy. Thế thì tôi đang giặt test thử ở đây. Đấy. Vũ Hoàng Cương nhé. Vũ Hoàng Cương vui lòng chuyển qua kênh YouTube của mình. Đều biết giá rổ hoàn toàn ở trên đó, cũng như là các cái chia sẻ về cách làm máy giặt, cách chế tạo máy giặt, cách làm lò đốt, cách làm máy sấy, các bạn hoàn toàn có thể trên đó được biết được hết. Thay vì phải bỏ ra vài trăm triệu để set up một hiệu giặt là giá rất là cao, giờ đây các bạn chỉ bỏ ra vài chục triệu đồng thôi, các bạn làm ra một hiệu giặt cực kỳ cao luôn. Một ngày có thể cho 100, 120 chăn, 150 chăn là chuyện bình thường. Nếu các bạn thức thông đêm, các bạn có thể giặt được 200 chăn một ngày, một đêm. Lúc vợ giặt thì chồng ngủ, lúc chồng ngủ thì vợ giặt. Những ngày Tết các bạn xem livestream của tôi mà xem nhà tôi chăn xếp từ đầu ô tô, từ đầu chiếc xe con của tôi cho vào tận trong nhà, xếp như núi luôn. Mà đấy là chiếc máy giặt đời cổ của tôi đấy, chiếc máy giặt mà tôi thường xuyên livestream để chia sẻ với anh chị em đấy. Đấy, chào Mạnh Tiên nhé, chào Triệu Văn Huyên nhá. Triệu Văn Huyên này vẫn là sử dụng cái tủ điện điều khiển giống hệt nhà Triệu Văn Huyên ở trên Lạng Sơn mà anh lắp cho Triệu Văn Huyên cách đây 5 hôm rồi. Xin chào tất cả các anh chị em đang xem livestream nhá. Đấy, thế thì đây này. À, rất hay ho là anh Tám này, anh xem các livestream của tôi. Sau đó anh cũng tôi cũng anh có gọi điện cho tôi và tôi có nói với anh là anh cứ xem thật kỹ vào, nghiên cứu thật kỹ vào. À, chúng ta dựa vào công suất cao, dựa vào dịch vụ giá rẻ, dựa vào chi phí sấy. Đấy, dựa vào chi phí sấy thấp. Chi phí sấy thấp nghĩa là sao? Thông thường mọi người cứ hào nhoáng, thích sự hào nhoáng là mua những chiếc máy sấy 5 chăn, 3 chăn, 2 chăn. Thế là chi phí cho một cái máy sấy công nghiệp đó mà tôi vẫn bán ấy, tôi vẫn làm, tôi vẫn sản xuất, tôi vẫn bán. À, thích hào nhoáng thì có hào nhoáng, nhưng mà để sấy được một chiếc chăn khô thì lên đến 10.000 tiền điện. Đấy, sấy 5 cái chăn là mất 50.000 tiền điện, 100 cái chăn là mất 1 triệu tiền điện. Một tháng mà sấy như vậy ấy, sản lượng mà cao á thì chỉ có mà sấp mặt xuống đường thôi. Thế thì tôi ngay từ khi mà tôi bắt đầu sản xuất máy giặt ấy thì tôi đã nghĩ đến là sấy. Thì tôi đưa ra cái công nghệ sấy củi của tôi thì cực kỳ rẻ. À, nếu sấy bằng buồng sấy thì một khối củi có thể sấy 120, 150 chăn, nếu sấy bằng lồng quay thì có thể sấy được 250 đến 300 chăn. Thì với một cái máy sấy lồng quay mà sấy bằng củi thì chi phí nó cũng tương đối cao, tuy nhiên ngược lại thì mỗi một khối củi chúng ta chỉ mua mất khoảng 250.000 thôi, cứ gọi là hẳn 300.000 mà sấy được 200 chăn thì mất có 1.500 tiền điện, tiền củi thôi, cộng với 500 đồng tiền điện nữa là mất có 2.000 thôi. Như vậy là chi phí sấy của các bạn giảm đến 5 lần, 10.000 chia cho 2.000 thì giảm đến 5 lần, tức là giảm xuống còn 120, giảm được 80%. À, không có gì, không có cách làm nào tiết kiệm và hiệu quả hơn. Xin lỗi các bạn, sẽ có cách hiệu quả hơn, đó là phơi ngoài trời nắng. Tuy nhiên phơi vào trời nắng thì nó sẽ gặp phải vấn đề rủi ro. Chẳng may như trời như hôm nay, trời sầm sì như này, lúc nó mưa, lúc nó nắng, bê chăn ra, bê chăn vào. Các bạn thử nghĩ xem, bê 50 cái chăn ra xong lại bê 50 cái chăn vào. Lúc sau nó lại nắng, lại bê chăn ra thì phức tạp lắm các bạn. Quá phức tạp luôn. Đó, và chăn, và đặc biệt là cái tính chủ động của chúng ta. Và đặc biệt cái tính chủ động của chúng ta không cao các bạn nhé. Cái tính chủ động của chúng ta không cao thì cái khách hàng người ta mất niềm tin từ chúng ta. Tôi lấy ví dụ như này. Nếu mà các bạn đi sấy giặt chân cho khách hàng. Đấy, ví dụ như là các bạn xem trên YouTube các bạn sẽ thấy cách đây khoảng độ một hôm rưỡi thôi. Thì các bạn sẽ thấy là tôi vào nhà người ta, tôi thu một cái chân. Người ta bảo giặt một cái thôi, tối còn đắp. Lúc đấy giờ là 2 giờ chiều, tôi bảo bác có cái gì mang hết đây cháu giặt. Tối cháu sẽ giả. 8 giờ tối cháu sẽ giả. Và 8 giờ tối, tôi hôm qua tôi bị sưng mắt, 8 giờ tối tôi sẽ giả là đúng 9 giờ tôi đến tôi giả rồi. Và bác ấy mang đầy hết
một xe, cái xe win của tôi chở lặng lè luôn. Như vậy dựa vào tính chủ động của tôi, dựa vào tính chủ động của chúng ta thì làm cho khách hàng người ta tin tưởng hơn. Hôm nay các bạn làm được như vậy, ngày mai các bạn làm được, tiếng thơm sẽ đồn ra và người ta sẵn sàng bỏ cả nhà người ta ra giặt, và các bạn sẽ có được thu được sản lượng và công suất rất cao. Nhưng nếu các bạn không sấy, các bạn cứ phụ thuộc thời tiết thì các bạn lại cứ sấy bằng điện. Sấy bằng điện thì không dám bật 10 cái chăn, chỉ dám bật 3 cái thôi, còn đâu chủ yếu là phơi. Mà phơi thì đâu có là chắc ăn rằng là trời mùa đông ở miền Bắc mình là đâu có giả được chăn cho người ta, có khi ỉn người ta 3 ngày. Thế người ta lấy cái gì mà đắp? Bạn đến bạn đắp thay cho người ta à? Đúng không? Không đắp được. Người ta gọi điện suốt ngày bảo trường ơi chăn đâu, người ta chửi vào mặt đấy. Người ta không dám đặt, mà người ta mất niềm tin như thế, người ta luôn luôn có một cái tinh thần đó là phòng thủ. Phòng thủ nghĩa là gì? Tôi có, tôi chỉ giặt ít thôi. Mà tại vì tao biết là mày không giả được, cho nên là tối tao không có gì đắp, cho nên tao chỉ giặt ít thôi, mai mày lại đến mày lấy tiếp thì giặt, không thì thôi. Thế là sản lượng của bạn thấp. Đó các bạn nhá. Chào Nhôm Kính Mạnh Đức nhá. Chào 3540 anh chị em đang xem. Các bạn đang xem trên màn hình những chia sẻ của tôi. Đây, tối chiều hôm qua thì tôi lắp máy cho anh Tám ở trên Lào Cai. Đây, chúng tôi đang test thử máy. Mẻ này mẻ thứ hai. Máy đang chạy là chương trình giặt 5 chăn. 5 chăn tức là phun lồng. Phun lồng trong trường hợp này là chưa ăn thua. Trong trường hợp này chăn sưu tầm về chưa được nhiều. Mới được có 5 cái chăn, mới lại khoảng độ 6-7 cái gối, 5-6 cái gối gì đó. Thì nếu mà tính ra thì chỉ tương đương 6 cái chăn. 6 cái chăn này nhỏ, chưa ăn thua. Cái máy này nó phải chơi 8 cái chăn một mẻ các bạn nhá, 8 cái chăn một mẻ. Đấy, các bạn sẽ xem ở trên này. Việc chuyển động của tôi rất là êm ái. Tôi điều khiển nó rất là êm ái. Đây các bạn xem này. Khi nó dừng lại nhá, khi nó dừng lại tốc độ giảm xuống rất từ từ, các bạn nhìn này, dừng lại rất từ từ êm ái. Nó giống như các bạn đi xe máy ấy. Tăng tốc rất từ từ, tăng tốc rất từ từ, các bạn nhìn nó đảo chiều đấy. Đảo chiều rất từ từ tăng tốc lên, không phải nó yếu đâu các bạn nhá. Mà đây là tôi điều khiển cho nó quay rất là chậm lên thôi. Nó tăng tốc rất là chậm lên thôi để đảm bảo rằng là cái chi tiết của máy móc và cơ khí nó bền bỉ. Đó, khi nó đến một giới hạn mà tôi yêu cầu thì nó sẽ dừng lại ở đó và nó duy trì cái tốc độ đó, ở một cái tốc độ đó. Đó. Thời gian giặt bây giờ còn là 2 phút 11 giây. Tổng thời gian giặt mẻ này sẽ còn 24 phút nữa. Đó. Tổng thời gian giặt mẻ này còn 24 phút nữa là kết thúc. Máy chuẩn bị chuyển sang chương trình bắt rồi. Các bạn sẽ quan sát một chút. Nhưng mà khả năng tôi sẽ phải lấy một cái gì đó tôi đậy lên đây. Tôi sẽ lấy một cái gì đó tôi đậy lên. Không thì nó, tôi lấy cái ô đi, tôi lấy cái này đi. Tôi lấy cái này tôi đậy lên. Đậy lên cái màn hình. Tôi đậy lên cái màn hình. Vâng, em cảm ơn chị Liên nhé. Trong tuần tới thì em có 4 máy chuẩn bị lên đường. Khách hàng đặt ở nhiều nơi lắm chị Liên ạ. Về Tuyên Quang cũng đặt tiền, cũng đang ở gọi được cho số tài khoản để đặt tiền. Tuyên Quang 2 máy. Rồi là trên Văn Bàn cũng có. Văn Bàn 1 máy. Như vậy là dưới Đông Anh 1 máy. Ngay sau lắp ở trên này thì em về nhà giặt khoảng 2 hôm thì em đi Đông Anh em lắp máy cho khách ở Đông Anh. Cảm ơn chị Liên nhé. Tất cả những lời khen ngợi của mọi người thì đều là những cái động lực cho em cố gắng và nỗ lực thêm trong tương lai thôi. Không chỉ dừng lại ở chiếc máy giặt, còn chúng ta còn có thể phát triển thêm những chiếc máy sấy, những chiếc xe ba bánh tự động thông minh, rồi là những chiếc máy cắt CNC, rồi sau này cũng sẽ phải làm. Tôi làm được 80% rồi, nhưng mà năm nay đồng khách, nói thật các bạn là cũng đồng khách đặt máy giặt, thành ra là tôi cũng không kịp làm đấy các bạn. Chứ cái máy CNC là nó cũng hòm hòm rồi đấy. Ok, đây. Còn 37 phút nữa là nó chuẩn bị chuyển sang chương trình xả. Đấy, công đoạn xả. Tất cả các thông tin đều được hiển thị trên màn hình này. Thời gian tới thì tôi sẽ phát triển là tất cả các thông tin đều hiển thị trên điện thoại nữa, để các bạn có thể giám sát được nó. Đấy. Rồi bây giờ thì chưa có những cái đèn báo là công đoạn gì đang làm việc. Nhưng mà đợt tới này thì tôi sẽ cho những cái đèn LED ở đây để nó báo công đoạn gì đang hiện thị đây, cho nó có biểu tượng cho vui mắt thôi mà. Chứ còn thực ra nó không quan trọng. Đấy. Đây, nó chuẩn bị chuyển sang công đoạn là công đoạn này gọi là công đoạn xả này. Đấy, các bạn thấy chưa, nó xả này. Tự động hết. Đấy, nó xả. Các bạn xem nó xả phút mốt là xong rồi đây. Tự động xả van P60. Nước bắt đã trong hết rồi các bạn này. Nước trong hết rồi đấy. Nước đặt hai trong hết rồi. Các bạn thấy nó ồ như này, tí là hết cái bình nước này mà. Đấy.
Cái bộ điều khiển mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình này là do Cu Sơn, do Cu Sơn nhà tôi lắp đặt. Tôi thường khoán cho nó là 100.000 để lắp đặt một bộ tủ điều khiển này. Để các bạn mà có gặp khó khăn gì trong việc điều khiển nó thì trong điều khiển cái máy này này, cục inverter này cũng như là cái tủ điều khiển này, thì các bạn có thể là trong trường hợp trường đi vắng thì các bạn có thể gặp Cu Sơn. Cu Sơn nó học lớp 6, Cu Sơn biết lắp từ lớp 5. Vậy thì các bạn hoàn toàn có thể hỏi được Cu Sơn, thì Cu Sơn sẽ chỉ dẫn cho các bạn để làm gì, làm như nào. Thì Cu Sơn sẽ chỉ dẫn cho các bạn, Cu Sơn nhá. Đấy, nước đang xả, mực nước đang xả và giảm xuống rất nhanh, còn 10/28. Nó đang tăng tốc các bạn này, nó đang chuẩn bị tăng tốc để vắt đấy. Đó, đang bắt đầu tăng tốc để vắt đấy, các bạn thấy chưa? Nó đang lấy đà các bạn nhé, nó đang lấy đà đấy. Đây, tôi đậy lại tí cho nó khỏi bắn nước ở đây. Tôi mở ra này để cho mọi người xem thôi. Bình thường mình giặt mình đậy vào. Nó đang tăng tốc đấy, nó đang chuẩn bị, để tăng tốc lên đấy. Các bạn sẽ xem nhá. Đấy, tốc độ bắt đầu tăng lên. Tốc độ bắt đầu tăng lên rồi các bạn này. Các bạn xem tốc độ bắt đầu tăng lên. Đây, tốc độ đang tiếp tục tăng lên. Đây, các bạn xem nước bắt đầu vung vãi ra nhà đây. Đấy, các bạn xem chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Ôi giời, nước này. Các bạn xem này, tôi mở ra cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy nó bắt chưa? Đấy, các bạn này. Đấy. Đấy. Các bạn thấy chưa? Bắt rất chi là mạnh mẽ. Hết nước rồi, bắt đầu hết nước rồi, giảm rồi. Thôi anh đang bận tí, không kịp tắt rồi. Rồi. Đó các bạn này, đang bắt đấy. Đây là gọi là công đoạn vắt sơ nha các bạn nhé. Có rất nhiều người hỏi tôi là vắt khô hay vắt sơ, có vắt khô được không? Tôi hoàn toàn có thể làm được máy giặt vắt khô các bạn nhé. Nhưng có điều là công suất sẽ giảm xuống. Thay vì là 5 đến 800 thì có thể là từ 3 đến 500. Và giá tiền thì tăng lên gấp đôi. Bởi vì chỉ cần thay đổi mỗi chiếc vắt sơ và vắt khô thì mọi thứ đã thay đổi về kết cấu. Những thanh sassy khung này này nó không còn đơn giản như bây giờ nữa, mà những thanh này, đây các bạn này, những thanh sassy này nó không còn là thanh V nữa, rồi những mặt bích này không còn như này nữa, motor không phải như này nữa, dây xích mọi thứ đều thay đổi và chuyển sang thanh Y các bạn nhé, đều chuyển đổi. Đấy, hết nước rồi, dạ. Đấy, tôi đậy lại. Thế ôi. Rồi, chào bạn Hoa Quả Lan nhé. Tất cả các anh chị em đã xem trên live stream này, các bạn có thể vào kênh Trồng Trọt 123. Ở trên kênh Trồng Trọt 123 mình chia sẻ rất rõ về cách chế tạo một chiếc máy giặt, cách điều khiển một chiếc máy giặt, rồi là cách để giặt chăn giặt màn, cách để các bạn làm một chiếc lò đốt để sấy, cách để làm một cái tủ sấy. Và tôi khuyến nghị các bạn rằng là khi xem ấy thì các bạn phải chú tâm vào. Và khi các bạn muốn sản xuất kinh doanh một cái loại gì đó thì các bạn phải làm việc khác như người khác. Khác người khác nghĩa là như nào? Không phải người ta ăn cơm thì các bạn lại đi ăn ship. Các bạn khác như thế không được. Mà lúc người ta ngủ thì mình thức, lúc người ta thức thì các bạn tiếp tục thức cho tôi. Và lúc các bạn người ta đi chơi, nghỉ ngơi, đi đâu đó vui vẻ thì các bạn lại đi ngủ. Đấy, không phải là lúc nào cũng như vậy. Tuy nhiên về cơ bản trong cuộc sống, các bạn phải làm việc khác người khác thì các bạn sẽ có được kết quả khác người khác. Đấy, các bạn nghĩ sao khi mà đây tôi lấy ví dụ như này. Nếu các bạn cùng cuốc đất kia lên, các bạn nhào nặn nó rồi cho vào một cái máy y chang nhau, làm cùng một công thức, thì các bạn đưa ra những viên gạch giống hệt nhau, không có độ bệ. Bây giờ chỉ có việc là chúng ta nghiên cứu khác đi. Chúng ta nghiên cứu khác những người khác. Chúng ta cho đất thì tỷ lệ đất nào đó nào khác mọi người. Chúng ta dày công để nghiên cứu nó. Chúng ta thậm chí còn cho cả than vào trong đó nữa chẳng hạn. Hoặc chúng ta có thể cho thêm đá vào trong đó nữa chẳng hạn. Nhưng với những tỷ lệ phù hợp thì cái viên gạch và cái nhiệt độ nung khác nhau thì các bạn lại cho ra những sản phẩm khác người ta. Như vậy là muốn tạo ra viên gạch khác người khác thì phải có cách làm khác người khác. Và với một cách làm khác người khác thì các bạn chỉ có là nghiên cứu. Và đừng có vui chơi như mọi người mà đòi được có kết quả giống mọi người. Tôi vẫn hay nói với con trai tôi ấy là gì? Nếu mà bạn không học 3 năm cấp 3 thì không 3 năm cấp 3 thôi các bạn nhé. Nếu bạn không học 3 năm cấp 3, chỉ có 3 năm thôi, thì bạn khổ tiếp theo là 50 năm. Cho đến năm 50 tuổi, cho đến năm 60 tuổi vẫn khổ. Đa phần là như vậy. Thế thì đa phần các bạn nhé, các bạn không thể nào là nhìn ra ngoài cộng đồng kia bảo thấy nó có học hành gì đâu mà nó giàu thế. Không.
nó giàu ấy là bó trong trong một cái bó đũa chúng ta chọn được cột cờ thôi, bởi vì cái lực lượng không học hành gì nó quá đông và các bạn nhìn thấy là trong số quá đông đó tự nhiên có những thằng nó giàu lên, và các bạn nghĩ rằng là học không cần học vẫn giàu, không đúng. Các bạn học thì nó có hơn người khác, các bạn đọc một các bạn hiểu ra hai. Các bạn nhìn vào, tôi lấy ví dụ như này, các bạn học ấy thì các bạn chỉ cần nhìn cái dòng chữ đây các bạn cũng có thể dịch được nó đấy, các bạn có thể dịch được nó và các bạn hiểu nôm na được là nó viết cái gì và các bạn hiểu được nó. Khi các bạn hiểu được nó rồi ấy thì các bạn làm việc nó rất là dễ, nó thuận lợi hơn trong công việc rất là nhiều đấy. Thế còn mình không thể nào đấy, thì tôi đang trở lại là câu chuyện là khổ 3 năm cấp 3 thôi thì có cơ hội để học tiếp 4 năm đại học. 4 năm học đại học tức là khổ 7 năm, nan giải 7 năm, sống khác mọi người 7 năm, lao đầu vào học thì sau này cuộc sống là sung sướng hơn rất nhiều so với những người khác. So với mặt bằng chung là sướng hơn rất là nhiều. Ở xã hội nào cũng vậy, có học có hơn. Tuy nhiên nếu mà bạn lại không học thì bạn phải làm việc theo cái kiểu là mọi người làm thì tao thức, mọi người thức thì tao thức tiếp, mọi người đi chơi thì tao mới bắt đầu ngủ. Và chúng ta hy sinh một quãng thời gian cũng tầm 4-5 năm, các bạn sẽ tích lũy được một cái lượng kiến thức gì đó nhất định cho một cái môn học nào đó, cho một cái công việc gì đó. Nếu bạn thích về máy khoan, hãy nghiên cứu về máy khoan và cứ nghiên cứu miệt mài về nó, các bạn trở thành một người thợ khoan cực kỳ giỏi, các bạn sẽ kiếm được tiền từ nó nhá. Còn nếu mà các bạn cái gì cũng biết, giống như kiểu là khoe ra là cây vườn nhà tao rộng lắm, vườn nhà tao rộng đến một mẫu, cây gì cũng có, na hồng xoài ổi cái gì cũng có, nhưng mà chẳng cây gì tốt cả, na cũng có để cho hàng xóm nó xin, xoài cũng có để cho hàng xóm nó sang nó đập, không cho thì nó mặt như cái bị gậy ấy. Mà cho được lần thứ nhất rồi lần thứ hai không cho thì giống hệt như cái cô gái ấy. Lần đầu tiên vào nhà nghỉ mấy cái thằng đàn ông rồi mà lần thứ hai mà không vào nữa thì nó bye bye thôi, lần thứ hai mà không cho nữa thì bye bye, tôi tìm cô khác đấy. Thì bây giờ mình là người chăn nuôi trồng trọt, thế cây gì cũng có, không cây gì trở thành hàng hóa cả, toàn là thành hàng đi cho thôi, kinh doanh không ra tiền, cứ khoe vườn nhà tao cái gì cũng có, là nó là như vậy các bạn nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục vào xem, tại vì tôi phải ra đây bởi vì là mọi người đang nói chuyện ở trong này đấy, mọi người đang nói chuyện ở trong không, nó lại bắt đầu vào giặt rồi này, nước cấp vào tự động, thời gian còn 18 phút nữa là kết thúc. Thời gian giặt 18 phút là kết thúc. Đấy. Các bạn mở hiệu giặt là các bạn tìm hai cái máy 12 đến 15 cân. Hai cái máy có công suất từ 12 đến 15 cân, máy cũ chỉ cần chức năng, chỉ cần mỗi là cái ổ bi nó còn chạy tốt, cái quang treo của nó còn ổn định. Thế là chúng ta có thể mua về, chúng ta là cho vào vắt. Chúng ta cho vào vắt. Vắt sơ ở đây, bê ra đây, đảm bảo rằng là một người bê một tay ra cũng được rồi. Nói về độ sạch thì 10 phút của cái máy này giặt thôi ấy, thì bằng cái máy này giặt trong vòng 1 tiếng các bạn nhé. 10 phút nó đập thôi. Bởi vì chính vì lẽ đó cho nên là những chiếc máy giặt lồng ngang mà máy dân dụng này bao giờ cũng đắt gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần cái máy lồng đứng. Các bạn có tin được rằng là trên thị trường có những chiếc máy giặt lồng ngang có 9 cân thôi mà nó lên đến 58 triệu, 60 triệu. Bởi vì sao? Bởi vì cơ chế giặt của nó cực kỳ sạch. Máy giặt lồng ngang nó đập mạnh hơn, nó giơ cái chăn lên cao, nó rơi xuống, cứ giơ lên, hất lên. Nó giống hệt các bạn hất xẻng cát lên ấy, cứ hất lên trời. Việc va đập như vậy nó làm sạch. Còn cái máy này nó chỉ well. Thậm chí các bạn cho cái chăn to vào ấy thì có chỗ nó còn không chạm được vào cái mâm xoay bên dưới. Thì bao giờ nó mới sạch được các bạn. Hoàng Toản ơi, nguyên tủ điều khiển cũng bán luôn Hoàng Toản nhé. Nguyên một bộ như này bán luôn. Các bạn, mình khuyến khích các bạn tự sản xuất ra máy giặt. Mình khuyến khích các bạn tự chế cháo ra đó. Bởi vì thông qua việc chế cháo ấy là các bạn có tư duy nhiều hơn về hình ảnh. Các bạn sẽ phải tư duy là cái máy giặt, cái đường kính nó phải bao nhiêu, rồi cái lỗ nó phải như thế nào, thì trong đầu của bạn là phải tư duy. Khi các bạn tư duy như vậy thì cái não trái nó não trái thì các nhà khoa học phân tích rồi, não trái thì tư duy về con số logic, còn não phải là tư duy về hình ảnh. Thế như vậy là bạn tư duy về là chế ra một chiếc máy giặt, tức là bạn đang
có cả não trái cả não phải hoạt động, và như vậy là con người của bạn trở nên cân bằng hơn, mạnh mẽ hơn các bạn nhé. Còn nếu các bạn để ý mà xem, tất cả những thằng học lớp chuyên toán ấy, đa phần sau này rất nhiều thằng phá bĩnh. Phá bĩnh là vì sao? Bởi vì cái não trái nó hoạt động nhiều quá, trong khi cái não phải nó không hoạt động, nó hoạt động rất ít. Đấy, nó không có văn thơ gì cả, nó không có vẽ vời gì cả, thế là thằng não phải nó ngồi chơi, mà thằng não trái phải ngồi chơi thì dẫn đến là phá bĩnh. Các bạn thử nghĩ xem, khi mà công ty của bạn thuê 3 thằng về làm mà giả lương đều mỗi tháng 7 triệu mà không có việc gì cho làm, thì đương nhiên 3 thằng đó nó phải ngồi với nhau nó đánh bạc rồi. Rồi một ngày đó nó tìm cách nó bán đồ của các bạn đi. Đúng không? Nó là như vậy. Rồi. Đấy, bạn vừa hỏi là mà có bán cái tủ điện không? Tôi bán luôn cả cái tủ điện này để anh em về chỉ việc đấu vào motor thôi là chạy nhá. Anh em chế được cứ chế. Anh em ở khắp mọi miền, anh em nào chế được cứ chế. Tôi khuyến khích các bạn chế. Tôi mong muốn các bạn làm ra nó. Tôi mong muốn rằng là tất cả các khu vực, các mọi miền, nơi nào mà tôi thấy được rằng là bà con phải giặt với một cái giá dịch vụ rất là đắt. Chính vì giá đắt cho nên bà con phải uốn lưỡi 7 lần không dám đi giặt. Nó ra quy ra thóc hết. Đúng không? 50.000, 60.000, 70.000 cái chân thì có mà khác gì thịt người ta. Anh đang cài đặt bao nhiêu phút rồi? Sắp hết rồi, đây. 9 phút nữa thôi là hết mẻ giặt xong là chuyển sang vắt là xong. Nó tự động trừ. Không, 45 phút. Giá bao nhiêu thì phải nói chuyện riêng chứ em. Em điều khiển motor bao nhiêu, em làm cái máy bao nhiêu thì mới nói được giá bao nhiêu chứ. Mày cứ hỏi ù trên cái mạng này để cho mọi người biết hết giá. Những cái linh kiện này ấy, tôi bán rồi thì đương nhiên cái giá nó phải khác so với bán cả bộ. Bạn tưởng tượng không? Bây giờ bạn hỏi trên này, bạn thử nghĩ xem, bạn đặt câu hỏi như thế các liệu có đủ sự thông minh không? Bạn hiểu, bạn biết rằng là câu hỏi của bạn là tôi sẽ không trả lời được ở đây, thì lần sau bạn đừng hỏi nữa nhá. Đấy, đặt câu hỏi là một kỹ năng. Tranh thủ đây tôi chia sẻ luôn các bạn. Đặt câu hỏi là một kỹ năng. Kỹ năng đặt câu hỏi là kỹ năng cực kỳ quan trọng. Nhờ vào khả năng đặt câu hỏi của chúng ta biết được và được người khác tôn trọng và chia sẻ chúng ta rất là nhiều. Trong tình huống như vừa rồi bạn ấy hỏi tôi ở trên này, theo như các bạn, tôi có nói cái giá của nó không? Không nói đúng không? Tôi nói ra đây để mai tôi bị hỡm à? Thằng nào nó cũng đến nó bảo luôn bán cho nó 3 triệu bộ đấy thì tôi hỡm à? Không đúng không? Không được. Giá này mua linh kiện riêng, phải bán giá riêng. Nhưng mà những người dùng máy giặt của tôi chẳng may nó hỏng thì giá lại là phù hợp nhất hơn. Còn bạn mua, tự nhiên bạn mua thì đương nhiên là giá phải cao hơn một tí. Bởi vì bạn chẳng phải làm cái gì cả. Tự nhiên bạn điều khiển cái máy giặt, bạn phải chi tôi một tí. Đúng không? Bạn phải chi cho tôi một tí. Đó là cái gì mà tôi đã nghiên cứu và cái gì đó tôi đã làm, cái gì đó tôi đã tính toán. Thì bạn phải chi cho tôi một tí. Đó là những cái gì thuộc về chất xám. Đúng không? Thì kỹ năng đặt câu hỏi tức là gì? Tôi đưa ra cái cách đặt câu hỏi như này để các bạn cùng xem để các bạn biết luôn nhá. Cái kỹ năng đặt câu hỏi ấy là như nào? Là các bạn phải quan sát cái đã. Quan sát tình huống này có nên hỏi hay không ấy đã. Ví dụ như nhà người ta đang đám ma hỏi là hôm qua cái đám cưới ở bên cạnh này thì nó như thế nào chẳng hạn. Câu hỏi đó nó vô tác dụng lắm, bởi vì người ta đang mặt ỉu xìu cái đi hỏi về đám cưới đúng không? Mặc dù hỏi đám cưới nhà hàng xóm. Đám ma cũng là hàng xóm. Nó không phù hợp. Chúng ta phải xét về bối cảnh và tình huống đã, xong chúng ta đặt ra câu hỏi. Rồi trước khi đặt câu hỏi chúng ta phải biết được ý hỏi của chúng ta là gì. Khi có được ý hỏi rồi chúng ta bắt đầu hỏi. Và bắt đầu một câu hỏi chúng ta nghĩ rằng là hỏi, nếu mà hỏi câu hỏi đó, nếu đặt tình huống là người ta hỏi mình thì liệu người ta có trả lời không? Đấy. Và câu trả lời nhận được sẽ dự kiến sẽ là như thế nào? Thì chúng ta bắt đầu hỏi. Thì như vậy là nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Và khi chúng ta hỏi thì chúng ta phải nên sử dụng những câu hỏi là câu hỏi mở. Câu hỏi mở tức là câu hỏi như nào? Câu hỏi mở tức là câu hỏi như thế nào? Đấy. Ra làm sao? Tại sao lại thế? Khi nào thì làm được cái này hả anh? Đấy. Ví dụ câu hỏi là khi nào làm được cái máy giặt thì bạn trường sẽ nói rằng là khi trung thu đến, đấy, khi ăn Tết xong hoặc khi bắt đầu mùa đông, khi trước Tết là chỉ 2 tháng Tết là thu hồi vốn chẳng hạn. Ông ấy, bạn trường bạn nên chia sẻ cho bạn chia sẻ cách làm, chia sẻ phương pháp truyền thông, bạn sẽ phải làm được. Hoặc là bạn sẽ cố gắng, không đạt được như ông ấy nói thì phải đạt được đến 50%. Bởi vì thông qua những cái người đang sử dụng máy của mình rồi, có nhóm đấy rồi. Có nhóm những người mua máy rồi, mọi người tương tác, chia sẻ lẫn nhau, chia sẻ cách làm, chia sẻ về công nghệ. Mọi người tự tương tác lẫn nhau, mọi người tự phát triển lên. 10 ông nông dân ngồi với nhau chắc chắn trở thành ra cá lượng. Một mình thì không làm được cái gì lớn lao cả các bạn nhá.
Rồi, tôi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ chỉ còn có mấy phút nữa thôi là kết thúc mẻ giặt này rồi. Tôi cũng muốn rằng là quay để các bạn nhìn thấy cái lượng chăn nó ra ấy. Chứ còn tôi không định là cứ quay mãi cái này thì nó lâu quá. Còn 13 phút nữa, không biết các bạn có thể nán lại xem 13 phút nữa không? Hoặc là trong lúc 13 phút này anh em đây có thể đặt những câu hỏi đi. Đặt những câu hỏi hay là gợi ý cho các trường mình một cái điều gì đó về cải tiến đi. Đấy, cải tiến nó đi. Thì mọi cái câu thông tin của các bạn thì đều hữu ích cho không chỉ riêng mình mà cho cả cộng đồng cơ. À, bạn 5-70 anh chị em đang xem đấy không ạ? Khắp mọi miền ấy. Mỗi người biết tí thôi. Chia sẻ lẫn nhau là thành công. Là thành ra cát lượng. Thế này, có rất nhiều người hiện lên đây mà mình còn không biết tên đây này. Nga liệu xỉu ơi, mấy bữa nữa ở văn bàn anh em bảo nhau mà làm nhá. Có mấy người lắp máy của anh thì anh em gặp nhỡ nhau, bàn bạc nhau cách mà làm, không cứ dìm giá nhau xuống khổ nhau lắm. Hai thằng làm máy siêu công suất rồi thì oánh cho tới tầm đi, cùng nhau mà bảo giá. Chứ còn những người khác làm lem nhem ít 1-2-3 cái máy 1-2 chăn thì không tính làm gì đâu. Ra liều xỉu nhá. Mặc dù em có đến nhà anh rồi là tham khảo máy, sau đó không em đi mua một cái máy cũ. Anh không kê cái chuyện đó. Em làm được là chúc mừng em. Nga liệu xỉu nha. Tuy nhiên thì anh chỉ muốn nhắc em là đợt tới anh em văn bàn làm, hai thằng cùng máy to, em máy chắc cũng to thế, thì hai thằng làm thì bảo nhau mà làm, chứ không đi chê bai nhau làm gì cả nhá. Mình đặc biệt đã làm dịch vụ không chê bai nhau. Nếu đã biết nhau rồi thì không nên chê bai nhau nữa, để cùng nhau tương tác phát triển lên. Thấy người ta đặt 45.000, mình xuống 40.000, xong mai thằng kia nó xuống 38.000, mình lại xuống 35.000, cùng dìm nhau xuống. Tất nhiên trong một bối cảnh gọi là cạnh tranh ý, cạnh tranh thì đương nhiên là người tiêu dùng được hưởng lợi, xã hội ngày càng phát triển lên. Tuy nhiên trên thế giới nó đâu phải như vậy đâu, lý thuyết hết. Kinh tế, những bài học về kinh tế đấy là chỉ trong sách thôi. Còn thực tế trên thị trường ấy là người ta liên minh. Bao giờ thằng tư bản nó cũng liên minh với nhau, mà nó đưa ra những cái công nghệ phù hợp. Em các bạn để ý mà xem, ô tô nó có giảm giá đấy đâu. Đấy, VinFast ra thằng Honda có giảm giá không? Còn lâu nó mới giảm ấy. Toyota còn lâu nó mới giảm ấy. Nó liên minh hết rồi, Suzuki còn lâu nó mới giảm ấy. Hoa quả lan ơi, mình còn không biết bạn là ai đấy. Tại vì là hoa quả lan này thì bảo mình bỏ bộ đội về thì chắc là bạn phải có người chồng hoặc người vợ là đi bộ đội cùng mình rồi, khả năng thế rồi. Thì tự nhiên bảo là chả trách bỏ bộ đội về thì mình không biết là các bạn là như nào mà biết là mình đi bộ đội. À, nhân tiện đây tôi đang châm điếu thuốc, tôi chia sẻ với các bạn này. Đấy, cái thằng đàn ông nó ngu thế đấy. Ngày trước tôi đang yêu con bé ở Thanh Hóa, thế là nó không yêu tôi ra tôi hút để được 3 điếu thuốc. Từ đợt đấy bây giờ tôi nghiện thuốc này. Cái con bé lúc học ở trường nông nghiệp 1 ấy. Thôi, đúng là anh ra hút 3 điếu, là từ đấy đấy hút dần. Bây giờ nghiện bố thuốc rồi. Mà trong khi đó thì gái thì cũng không được. Chẳng cái gì ngu bằng cái việc này cả. Sắp xả cho em 1 phút nữa đúng không? Không, cái xem cái số ở bên trái ấy. Cái số đang đếm dần lùi bên trái ấy. Ở giữa màn hình ấy. Đây là cái số này. 42 giây nữa. 42 giây nữa sẽ kết thúc việc giặt. Nó chuyển sang chế độ vắt, nó chuyển xả. Xả nó xả khoảng 30 giây, sau đó nó chuyển sang vắt. Còn 8 phút vắt mà.
8 phút vắt thì 29 phút 2 phút 24 giây 26 giây là hết này. Sang đây nữa là thằng này nó sẽ giảm xuống mất 25 30 giây là để xả này. Sau đó là chuyển sang vắt, trừ cộng vào nhau nó cộng hết mà. Dạ. Dạ 3 lần rồi bạn, sạch bóng rồi, nước trong vắt rồi. Phải vắt xong đã bạn. Vắt xong đã thì mới bỏ ra. Đó, các bạn xem nó xả rồi này. Rồi. Tự động hết các bạn nhá. Tự động hết rồi, chào hoa quả lan nhá. Bạn là học cùng cấp 3 mình à? Ô thế tớ nhớ rồi. Bạn là Lan Lư. Rồi ơi. Lan ơi, tớ vẫn nhớ bạn. Nhưng mà tớ có một cái đặc điểm là tớ không bao giờ về họp lớp. Bởi vì tớ biết rằng là những cái buổi họp lớp ấy nó chỉ là đóng tiền vào rồi ngồi nói chuyện với nhau một tí, xong là chia bè chia cánh đi hát karaoke, xong là lại về phê là lại về với nhau là lại về thôi, nó chẳng có cái giá trị gì nhiều cả. Về bối cảnh nhé, tôi chia sẻ luôn ở đây với các bạn là gì, để có một cuộc họp tốt ấy, đầu tiên phải là tiêu đề cuộc họp, nội dung cuộc họp phải thống nhất, các tài liệu cuộc họp phải đưa cho các người tham gia, tất cả những người tham gia họp phải đều có những tài liệu về buổi họp đó trước, nghiên cứu trước về nội dung, về các phát biểu đều phải nghiên cứu trước để chuẩn bị về tinh thần. Khi lên là bàn bạc phải đưa ra được một cái gì đó có giá trị cho cộng đồng, có giá trị cho bản thân, có giá trị cho lớp học, vì như vậy mới đáng để ngồi họp. Khi họp thì phải có cái gì, phải có giờ chơi. Chơi đây không phải là rượu chè, chơi đây không phải là cứ họp giống hệt nhau, cứ họp xong là ra kia vào quán karaoke hát xong đi đánh xiếc rồi là người ngất ngây ra họp làm đếch gì. Đi họp xong là phải có team building, tức là gì, để xây dựng đội nhóm phải có trò chơi, thông qua trò chơi mới quy nạp khái niệm ra được một bài học để mọi người gắn kết nhau hơn. Thông qua trò chơi mọi người mới sờ vào tay nhau, mọi người nắm vai nhau, mọi người ôm nhau thì tình cảm nó trở nên tốt hơn. Nhưng đó là trò chơi tốt, trò chơi của cộng đồng thì đó người ta mới gọi là team building các bạn nhá, nó gọi là một cuộc họp nhá. Chứ còn cứ họp giống nhau rồi là cứ về nhau rồi là như này như kia ấy thì tôi nhất định tôi không họp. Các bạn, mọi người bảo tôi sao không về họp lớp là vì vậy. Tôi không bao giờ họp lớp. Thực sự là tôi không bao giờ họp lớp. Đây, tôi lại mở ra các bạn xem tí này. Đây, nó vắt đấy các bạn này, nó đang vắt đấy. Các bạn thấy chưa, nó đang vắt này. Nước nó chảy pha xuống như này mà. Đấy. Các bạn này. Cái góc kia mối hàn ở cái tấm inox ấy, cái góc kia tí anh chỉ thì... Vâng ạ, mình bê cái cột kia ra một tí thôi là mở rộng được ra. Vâng ạ, nhưng mà về cơ bản là không nên mở, bởi vì trẻ em chẳng may nó mở nó nghịch vào đấy, dây xích như thế nguy hiểm, mình cứ đậy vào, lúc nào mình động cái gì đó thì mình mới mở. Không, điều khiển bằng tự động, bà muốn điều khiển tự động cái gì? Bà là rất tân tiến đấy nha. Bà là rất tân tiến, muốn tự động mọi thứ tự động hơn đấy nha. Tốt thôi, nhưng có điều là cái này bảo Tam nó mua cái motor về nó ấn mấy phát rồi. Ra ngay mà, khó gì đâu. Rồi. Bà rất tiến bộ đấy. À, vâng, không sao đâu bà. Nhưng mà như thế là tiến bộ mà. Thực ra không phải là không làm được. Làm được nhưng mà nó không cần thiết ấy. Và nó không cần thiết. Rồi chào hoa quả lan nhá. Đó các bạn này, nước bây giờ chuẩn bị lấy chăn ra rồi. Tôi quay từ đầu đến cuối không thì các bạn lại bảo tôi là live stream có một cái chăn thôi mà. Bà live stream kiểu gì như thật ý. Các bạn nán trở lại thêm khoảng độ 5-3 phút nữa thôi. Nó vắt trong vòng 8 phút. Chào anh nhé. À, việc chuyển động của lồng giật là chuyển động mềm các bạn nhé, tăng tốc và giảm tốc tính theo mili giây, tính theo giây các bạn nhé.
tốc độ tăng lên rất chậm, tốc độ giảm tốc, tí các bạn sẽ nhìn tốc độ giảm của nó rất là chậm. Nó không đứng khựng lại giống như những cái motor thông thường đâu. Máy của em không vắt được như máy của anh đâu. Máy của anh nó vắt rất tơi chân thôi. Cảm ơn Ga Liệu Xỉu nhá. Em về nhà anh rồi. Nhưng mà cái lựa chọn của em là mua một cái máy cũ ấy là cũng là tốt, bởi vì như vậy là giá nó rẻ. Tuy nhiên là những cái đời máy ngày xưa thì đương nhiên là nó cũng có rủi ro hơn một chút, nhưng mà không sao đâu em. Khi đã vắt được rồi thì nó nhẹ rồi, bê ra nó không phải là vấn đề nữa. Vắt được rồi bê ra không phải là vấn đề nữa. Mặc dù là đấy, các bác đang hỏi dùng điện dân dụng hay điện 3 pha các bạn nhé. Các bạn dùng điện 1 pha. Máy đang chạy điện 3 pha nhưng mà đầu vào các bạn chỉ cần dùng điện nhà dùng thôi. Các bạn dùng điện thắp sáng này này, điện quạt trần này này, điện quạt quạt gia đình nhà các bạn ấy, dây hai dây này này. Một dây nóng một dây nguội này này. Một dây nóng một dây nguội. Các bạn cho vào đây. Cho vào đây thì ở cái bộ phận này này, tôi tranh thủ tôi giới thiệu luôn các bạn. Cái cục này người ta gọi là cục inverter, dựa vào những cái con IGBT siêu công suất, nó sẽ san phẳng cái dòng điện của chúng ta ra. Dòng điện một pha nó có hình xin như này các bạn này, nó có hình xin như con giun nằm quằn quại ấy. Thằng nào không học về môn vật lý thì ở đây tôi giới thiệu luôn, các bạn tưởng tượng ra nhớ lại môn vật lý đi. Đây, nó hình xin này này, như quả núi chập trùng này này. Vào trong cái bộ phận này nó san phẳng ra như tờ giấy trắng. Khi san phẳng ra rồi, nó thích làm gì nó làm, nó uốn kiểu gì là nó uốn, tưởng tượng ra chưa? Và nó thích uốn ra 3 pha, nó uốn ra 3 pha, nó uốn ra 5 pha thì thích ra 5 pha, ra 5 pha. Thích ra 7 pha, ra 7 pha nhá. Nhờ vào con IGBT. Một ký 5 anh ạ. Rồi sẽ có bao nhiêu lâu nè? 2 phút nữa. 2, 3 phút nữa. Rồi. Máy đang vắt rất êm ái các bạn, gần như chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Mặc dù là công nghiệp, chỉ có tiếng tè sơ sơ thôi. Đây các bạn, rồi tôi dơ hẳn các bạn vào chỗ motor đây. Dơ hẳn vào chỗ motor các bạn xem. Gần như không có tiếng kêu gì đáng kể cả. Chuẩn bị lấy chăn ra nhé các bạn, chú ý nán chờ lại thêm tí nữa. Đây có 22 người đang xem này, 25 người đang xem này. Các bạn chú ý thêm một tí nữa nhé, xem là lượng chăn ra mẻ giặt này chưa đầy lồng đâu. Nếu mà theo như tôi bình thường tôi giặt tôi phải cho thêm 2 cái chăn 4 cân nữa đó, nhưng mà như này là cũng tạm được rồi. Chương trình này chương trình 4 chăn là phù hợp. Cái bộ điều khiển của chúng ta là ứng với lại các chương trình điều khiển khác nhau các bạn nhé. Các bạn cho 1 chăn các bạn cho ấn chương trình 1. Các bạn cho 5 chăn đầy lồng các bạn ấn chương trình 5 là nó tự động giật cho các bạn. Rồi, chào Hoàng Toản. Em xem các video trong YouTube của anh cũng đã làm thành công cái lò đốt. Tốt. Tốt. Đúng rồi. Các bạn làm được cái lò đốt là tốt rồi. Hãy bắt đầu vào sấy đi. Sấy gực chăn bông rồi là sấy gừng, sấy nghệ, sấy nông sản các bạn. Áp dụng theo giải pháp đó là sẽ thành công. Nếu các bạn muốn sấy nghệ hay sấy nông sản mà nó có giữ được màu sắc, các bạn chú ý đến phải mô phỏng cái buồng sấy của chúng ta giống như ánh nắng mặt trời, thì nó sẽ có được màu sắc đẹp, tươi sáng và đẹp giống như chúng ta ngắt về. Còn nếu mà các bạn mà không biết cách làm thì hoa quả nó sẽ chuyển màu, các bạn cho nhiệt độ càng cao nó càng tím tái lại nhá. Đó, các bạn thấy này, nó giảm tốc độ này, nó giảm tốc độ rất từ từ thôi, giảm tốc độ rất từ 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 từ. Đấy, các bạn thấy chưa?
Êm ái chưa? Rất êm ái, nhẹ nhàng dừng lại. Chỉ có mấy bạn gái nào ưa thích mạo hiểm mới thích đi sau những chiếc xe của đàn ông phanh gấp và cua gấp thôi. Anh à? Rồi bây giờ chúng ta không thấy cái cửa nó đâu cả. Em gái, em xin em ấn đây để cho Tam nó tìm cửa đấy ạ. À, cứ ấn đấy. Em cứ ấn sâu sâu tí nào, ấn sâu sâu, thả tay thôi rồi đó. À như thế, bây giờ anh chỉ em cách làm nhá, đấy cứ ấn thế, đó rồi. Thôi từ từ để cho nó giảm nữa. Xem nó đến không? À, nháy. Đây rồi. Thấy không? Đấy, em vần được cái lồng như này tức là nó nhẹ rồi. Thôi đánh quay đi. Đó các bạn nhá. Khi mà tay trong này đầy chăn như này mà chúng ta dùng tay vần được cái lồng ấy, tức là cái trọng lượng của cái chăn trong kia là rất nhẹ rồi. Chúng ta có thể bê ra một cách đơn giản rồi. Đây, anh Tám anh có thể là dùng một tay anh bê được không? Đấy. Nó có là cái vấn đề nặng nề nữa không? Đó các bạn thấy chưa? Không nặng nữa rồi. Đảm bảo là chúng ta có thể bê ra lấy được đơn giản rồi. Đấy, phun lồng chưa các bạn? Một chân rồi nhá, một chân nhỏ nhỏ rồi nè. Chắc lấy cái gối đầu hay cái gì đó mỏng mỏng thôi em. Cho vào đấy thì nó mới cái chân đấy, cái vỏ đấy đi. Cứ bắt một lần thì không được nhiều đâu. Phải san san ra không thì nó quay nó bắn lên này, nó miết vào cái thành này, nó cháy đấy, đấy. Lúc được vặn lúc lắp lúc ấy phải cẩn thận thế nhỉ. Không, à, cái này nó tự nhớ rồi, em xem này, 1, 3, 6 tức là độ mạnh của vắt. Đây để mức 1, nếu nó sáng nguyên một mục 1 này tức là nó vắt rất là yếu, sang mục 3 nó mạnh hơn, sang mục 6 đây nó sáng cả ba này tức là đang ở mục 6 thì nó vắt rất là mạnh. Nhưng mà nó không cho phép lên mức 9, là không biết vì sao cái máy này của em nó thế. Thì em để như này. Cháy bóng. Cháy bóng à? Cháy bóng à? Cháy bóng thì đây nhà ấy. 1, 2, 6. Thế đi. Không ấn start. Thế. Nó dự kiến là mười mấy phút đây này. Kệ nó. Thế là được rồi. Xem nó có bắt không thôi. Như nếu mà đến 6 rồi em ấn thêm cái nữa là thành 9. 9 thì nó bắt rất là mạnh. Chờ lúc. Để xem cái gối cho nó sáng không em? Để xem cái gối cho nào. Những cái gối như gầu đất từ vừa nãy xem nó có. Đấy, thấy chưa? Sáng láng rồi. Sáng láng rồi. Vừa nãy đen ngòm ngòm. Đen ngòm ngòm, vừa nãy đen như đất cháo lòng ấy cơ. Đấy, cứ rỡ ra xem biết ngay. Nào chụp ảnh lại không chụp. Sáng pháu rồi. Cái lõi nó đen. Thì bà nhìn ra nó xia ấy, vừa nãy nó đen như cháo lòng như kiểu cái nền này. Bảo em chụp lại em không chụp ấy. Em đi lấy máy ra anh nhá. Không bảo đây lấy con gối ra đi. Nhiều lắm các bạn này, trong này đây trận đây này. Đây, phải lấy con này ra mới là bằng chứng này. Đây. Đúng chưa? Con này mới đen nhất. Đen ngòm ngòm này này. Giờ trắng như này rồi. Các bạn chưa làm nghề giặt là các bạn chưa biết đâu. Những cái gối người ta những cái gối người ta 10 năm chưa bao giờ giặt cái lõi này đâu các bạn này. Bây giờ các bạn là người giặt cho họ đấy, các bạn đang làm một điều tốt đấy. Tất cả những anh chị em làm dịch vụ ấy, làm kinh doanh ấy, đang giải quyết một hoặc nhiều vài vấn đề cho người dân, mà các bạn đang lấy tiền từ cái việc đó đều là tốt cả. Chúng ta đang mang lại những giá trị cho cộng đồng, điều đó là tốt. Chúng ta không cướp giết và hiếp là được. Các bạn không tham gia vào những việc cướp, giết, hiếp, buôn lậu là được. Đây, con này cũng giặt hết. Con to gấp 7 lần như này vẫn giặt hết các bạn nhé. Con to gấp 7 lần như này giặt hết. Con gấu bông to bằng tần này, bà này, to bằng một người ôm, cao hơn đầu mình, vẫn giặt hết. Không có... xem là liệu có lên, có alo được cho em không. Nhưng mà về cơ bản là anh em sẽ phải giao lưu với nhau để chúng ta tạo thành tinh thần đoàn kết. Ok, rồi, bây giờ thì bye bye mọi người nhé. Thời gian live stream cũng tương đối dài rồi. Chúc mọi người xuân mới. Đây là tháng, không có gì thay đổi, 11 tháng âm lịch nữa. Chỉ 11 tháng nữa thôi là chúng ta lại có Tết rồi. Chúc các bạn chuẩn bị Tết thật là khang trang.
chuẩn bị Tết thật là rộn ràng và con trẻ ở khắp mọi miền được vui tươi nô đùa với những chiếc chăn thơm tho, và người dân cảm thấy rằng là nó xì ra cái thôi thì cũng đã mang đi giặt rồi bởi vì giá nó không quá đắt. Rồi, cảm ơn các bạn.